mày không làm ba cái nghiệm thu nội bộ hả? Không làm ba bên bản nghiệm thu nội bộ hả? Cứ kiểu yêu cầu nghiệm thu là thầy gửi cho bên chỗ tư vấn giám sát nhé. Có cái kiểu em phải mời chứ, mời nói chứ. Thì dây mời đó chỉ bên em ký thôi. Ờ thì làm cái gọn rồi lại là anh thấy là cái công việc á để ta đi ta mở máy ra lại cái gọi gì thôi gì để tay qua đây đi.